Không chỉ đem đến cái đẹp cho đời, hoa thiết mộc lan còn có ý nghĩa rất tốt về mặt phong thủy. Đó là điềm báo gia đình bạn sắp có thêm niềm vui, tài lộc gõ cửa, giàu sang sung túc. Vì vậy nếu bạn trồng cây thiết mộc lan và thấy cây ra hoa thì đó là những điềm báo cực kỳ tốt đẹp. Theo kinh nghiệm của những người trồng cây chuyên nghiệp, năm nào thời tiết thay đổi thất thường, lập đông sớm thì cây thiết mộc lan mới ra hoa. Tuy nhiên, chỉ một vài cây ra hoa chứ không phải tất cả. Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều gia đình trồng cây thiết mộc lan lâu năm mà chưa ra hoa lần nào, trong khi có người trồng 5 năm mà đã nở đến 2 đến 3 lần. Hoa của cây thường mọc thành chùm màu trắng, có hương rất thơm, nhất là vào ban đêm. Thiết mộc lan là một số ít những loại cây có hoa nở vào lúc thời tiết lạnh, thường sẽ là từ lúc chuyển từ đông sang xuân. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện chăm sóc có thích hợp hay không thì cây mới có thể nở hoa. Trồng cây thiết mộc lan trong nhà có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, loại bỏ các độc tố gây ô nhiễm không khí, giúp mang tới bầu không khí trong lành, duy trì sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Đó chính là sự may mắn, tài lộc và thành công trong cuộc sống.